Chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài 11 kiểu mảng một chiều. Trước khi đi vào bài mới thì chúng ta sẽ có một cái bài toán đặt vấn đề như sau. Nhập vào nhiệt độ trung bình của mỗi ngày trong tuần, tính và đưa ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần và số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình trong tuần. Trước tiên thì chúng ta hãy xác định input và output để viết chương trình bài toán trên. Thì khi đó chúng ta dễ dàng nhận thấy dữ liệu nhập vào input là nhiệt độ từ T1 cho đến là T7, dữ liệu cần xuất ra màn hình là nhiệt độ trung bình và đếm. Dễ dàng chúng ta xây dựng được bài toán trên bằng cách là chúng ta sử dụng cấu trúc rẽ nhánh if. Các em quan sát chương trình. Hãy cho biết nếu muốn tính nhiệt độ trung bình của N ngày trong năm, ví dụ một năm thì có 365 ngày thì chúng ta sẽ gặp khó khăn gì. Thì khi đó chúng ta dễ dàng nhận thấy được là chúng ta sẽ có 365 hàm x. Vì vậy để khắc phục cái nhược điểm đó hoặc là khai báo quá lớn và chương trình thì nó quá dài, cho nên là chúng ta sẽ có một cái kiểu mới, đó là kiểu mảng. Thứ nhất, kiểu mảng một chiều. Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu. Ví dụ đây là một mảng A có cùng kiểu, đó là kiểu số nguyên. Trong đó tên mảng là A, kiểu dữ liệu của các phần tử là kiểu số nguyên, số phần tử của mảng là 7. Các em chú ý khi tham chiếu đến phần tử thứ y thì chúng ta viết là AI ha. Ví dụ như là tham chiếu đến phần tử thứ 5 thì chúng ta viết là A5, và A5 có giá trị là 19. Tham chiếu đến phần tử mảng thì chúng ta sẽ có tên biến mảng là A và chỉ số phần tử. Khai báo mảng một chiều. Khai báo trực tiếp thì cú pháp khai báo trực tiếp và tên biến mảng 2.array, chỉ số đầu 2. Chỉ số cuối of kiểu phần tử. Ví dụ va nhiệt độ 2.array 1 2.365 integer, đó là kiểu số nguyên. Tương tự như thế. Trong đó thì chỉ số đầu chỉ số cuối là một đoạn số nguyên liên tục, thường là các hàng hoặc là biến, biểu thức nguyên. Chỉ số đầu lúc nào cũng nhỏ hơn bằng chỉ số cuối. Giữa hai chỉ số là dấu 2 chứ không phải là 3. Một số thao tác xử lý trong mảng một chiều. A, nhập giá trị cho mảng một chiều. Các em hãy viết dòng lệnh dùng để nhập giá trị cho biến n từ bàn phím với n đã được khai báo với cái dữ liệu là integer. Thì khi đó dễ dàng chúng ta sẽ có hai dòng lệnh này, write và read line. Làm sao để nhập giá trị cho các phần tử của mảng? Ví dụ nhập nhiệt độ của n ngày. Các bước thể hiện bằng mã can. Ví dụ nhập số phần tử mảng thì trước tiên chúng ta nhập vào số ngày, đó là read line n. Thứ hai, nhập vào giá trị của từng phần tử trong mảng thì chúng ta sẽ sử dụng cái dòng lập for để nhập giá trị cho các phần tử trong mảng. For y chạy từ 1 cho đến n. Write nhiệt độ ngày thứ y, read line begin ends với n bằng 7. Đó, chúng ta sẽ đưa từng giá trị vào trong mảng. Thao tác thứ hai là thao tác in giá trị của mảng một chiều. Hồi nãy mình nhập rồi, bây giờ mình sẽ in. Mình ghi câu thông báo là mảng vừa nhập. Và cái thao tác in đó là in giá trị của từng phần tử, đó là for i 2 bằng 2n du write ai 5. Các em chú ý vào cái chỗ phần thao tác in mảng một chiều đây ha. Thì kết quả in ra màn hình sẽ được hiển thị dưới dạng. Ở tiết này chúng ta tìm hiểu tới đây thôi, tiết sau chúng ta sẽ học tiếp. Chào tất cả các em.